Đây, thưa bạn bóc luôn. Đây là gần như phiên bản đầu tiên luôn. Em thấy trên YouTube Trung Trần quá ghé qua mua luôn. Con này là bản Ryzen 9 7945. Tự nhiên có bạn bảo là con 9 sắp về. Thôi, lại đợi luôn. Con 9 này là 16 lõi, 32 luồng. 16 lõi hiệu đang cao luôn. Đấy. Đây. Đấy. Con này cấu hình quá ngon rồi. Đấy. Ryzen 5 Pro. Ok ok rồi. Máy này chơi Minecraft thì hết sảy rồi. Hết sảy luôn không? Đấy, bạn mở hộp ra tiếp đi. Đây mình lấy sạc cho. Nó cái này rồi. Đây, bạn rút ra. Đấy. Ok. Đấy bạn giữ máy. Đấy. Ngoại hình giống y chang, có Intel thôi. Nhưng mà okay, con này đây, xem con này chạy sạc bao watt đây. Đây, dây sạc ở đây. Nếu bạn đi từ Ninh Hiệp đây. Vâng. Xịn đấy. Vừa sách vừa bỏ công việc chung vô đây. Đang bán rồi. Sách này ra đây. Đây bạn, sạc đây. Tao bạn xem mà. Bạn mở, bạn rút sạc ra cho mình. Ok luôn anh. Chiều lại lên Facebook. Lên luôn, con này rồi. Hơn con Vision rồi đấy, bằng con Vision. À vẫn chạy chạy 300W, sạc 300W. Ok này. Đấy. Bạn rút cho mình cái này. Rút này giờ. À bây giờ là cắm sạc thì mới bật được lên. Cắm sạc. À, đúng không? Đấy. Bạn vặn nó ra. Bạn xoáy. Đấy. Đây. Sạc lâu rồi. Đây cổng sạc đây. Không bạn này. Đây bạn cắm vào đây. Bạn cắm cái đầu này vào đây. Đấy. Ngược. Ok. Đi xe điện này. Đấy. Ổ bên này. Đấy bạn rút cái đen ra đã. Đen là nhựa để bảo vệ. Đấy. Ok. Đấy, xong rồi bạn cắm sạc nó đây, cổng sạc nó đây. Đấy. Đấy. Khi cắm vào rồi ấy, thì bắt đầu có đèn tín hiệu này. Đây, chip Ryzen 9 của bạn đây. Đấy. Đây, đây lớp lót này, tía bạn cầm về nhá. Đầy đủ luôn. Đấy, xong rồi bạn bấm nguồn. Đấy, logo. Đây, logo sáng quắc luôn. Về flexing cho anh em. Cầm màn này bạn cầm ở giữa nhá. Cứ cầm ở giữa là mở thì nó bền. Đây. Đấy. Đây mình sẽ cài win cho bạn. Cài ông vừa thôi nha anh. Win win. Của em bao tổng bao tiền này? 35.500 ạ. Đây nhá. Đây là cấu hình của máy này. Đây, anh bật cho em cái CPU lên. Đây, con này Ryzen 9 7945 HX. Con này được cái là có 16 nhân hiệu năng cao luôn và 32 luồng. Đấy. Không bao cần xài được. Đây, con này thì nó sẽ kém con i9 13900 HX một chút ở phần RAM. RAM con này chỉ bớt có 5200 thôi, con kia là 5600. Đấy. 5.200 là quá ngon rồi. Còn đây là ổ Samsung luôn. Ổ SSD của Samsung này, 1T này. Đấy, cả Wi-Fi này. Đấy. Và con này nó sẽ không cả on, nó sẽ chạy luôn cả rời RTX 4060. Đấy, chạy 4060. VRAM con này là 8GB luôn. Đấy. Máy tính ở nhà vứt luôn. Bây giờ laptop nó khỏe lắm. Máy tính ở nhà thành ấy luôn. Thành công cụ để lướt web luôn. Đấy, bây giờ con này em mang đi quán cà phê chơi game này hoặc là ra ngồi game cùng bạn, tức là mình mang đi di động được ấy. Đấy, còn đây là màn đây 240Hz, đấy 2.5K, đấy quá ngon luôn.
cắm sạc cái logo sáng quắc luôn.